Ok và chào mừng anh em và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người chúng ta tiếp tục Chúng ta cập nhật về thị trường và chúng ta sẽ cập nhật về xuống của Bitcoin mọi người nhé ờ, Anh em chúng ta chưa tham gia vào Telegram và chưa tham gia vào group Facebook Để mà chúng ta cập nhật thông tin nhanh nhất thì các bạn có thể xuống cái phần mô tả video Và các bạn có thể tham gia vào ờ, Nếu như anh em mà chúng ta chưa có tài khoản của sàn Binance hoặc là sàn Bybit thì mọi người có thể xuống cái phần mô tả của video và các bạn đăng ký vào. Và khi mà đăng ký xong thì anh em sẽ được tham gia vào trong nhóm tín hiệu miễn phí nhé. Anh em nào mà chúng ta muốn tham gia vào trong nhóm tín hiệu miễn phí để chúng ta nhận những cái tín hiệu như đồng ăn coi sớm nhất. Các bạn có thể xuống cái phần mô tả video và tham gia vào trong nhóm premium. Đó. Tất cả cái link tham gia thì mình có để ở cái phần mô tả anh em nhé. Ok. Quay trở lại với thị trường crypto của chúng ta trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Trong cái buổi sáng ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên của tháng 3 đúng không ở ngày mùng 1 tháng 3 thì trong cái buổi sáng ngày hôm nay khi mà mình đang ngồi cập nhật thị trường mọi người thì Bitcoin của chúng ta đang giao dịch ở mức 61.200 đô và thị trường ra thì trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta có một cái đà tăng trưởng mà chúng ta có một cái đà tăng giá cực kỳ tốt và cực kỳ ấn tượng và với cái đà tăng giá của Bitcoin trong thời gian vừa qua nó kéo theo cái thị trường chúng ta nó có một cái sức hút và có một cái sự hồi phục mà phải nói rằng là khá là lớn và khá là mạnh mẽ về hướng của bitcoin thì sau một cái quá trình tăng giá và sau một cái quá trình diễn biến trên thị trường thì bitcoin nó đã đạt đến một cái vùng không tưởng đó là vùng phòng mưa cho đến vùng sáu 14.000 đô và có thể nói rằng đây là một cái vùng giá mà chúng ta sẽ cần phải nói với nhau rất là nhiều trong cái thời gian tới và có thể nói rằng đây là một cái vùng giá mà anh em chúng ta dù đang cầm hàng hay là mọi người chưa vào hàng thì nó cũng là một cái vùng giá mà mọi người cần phải sát sao với thị trường trong thời gian tới Tại vì với mình đây là một cái vùng giá mà phải có thể nói rằng là nó là một cái vùng giá khá là nhạy cảm với Bitcoin trong cái thời điểm này. Ờ, thị trường chúng ta thì trong cái thân vừa qua chúng ta đã có những cái điểm mua và chúng ta đã có những cái con sóng đánh tăng cực kỳ cực kỳ đẹp đúng không ạ? Rất là rất là đẹp ở cái vùng giá bên dưới này. Và đã vào hàng ở những cái vùng giá bên dưới này rồi. Sau đó thì về sau thì chúng ta vẫn có những cái điểm vào hàng ở cái vùng trên này đúng không ạ? Liên tục mình côn anh em ở những cái vùng giá trên dưới 42 43 ngàn. Liên tục chúng ta có những cái điểm vào hàng ở vùng 25 cho vùng 28 20 25 cho vùng 28 ngàn đô và chúng ta có những cái, thậm chí là chúng ta có những cái điểm vào hàng ngay từ thời điểm ban đầu là vùng 16 17 ngàn đô thì tất cả ba cái vùng giá ngày hôm nay thì cho dù anh em mà chúng ta chơi hay là cho dù anh em mà chúng ta hâu thì mình tin chắc một cái điều đó là tất cả ba cái vị thế này nó đều mang lại cho mọi người một cái mức lợi nhuận và tất cả cái vị thế này nó đều mang lại cho mọi người một cái mức sinh đời nó rất là lớn trong cái thời điểm này rồi nên là anh em nào mà mọi người có chay hay là anh em nào mà có hâu ăn coi Trong cái gian vừa qua thì thực sự đến ngày hôm nay mọi người quá thành công Thậm chí là những cái thời điểm mà Bitcoin dưới 20.000 đô là thời điểm Bitcoin giao dịch ở mức 17.000 đô thì Mình có nói anh em nói là nó một cái vị thế cực kỳ tốt để chúng ta có thể mua và chúng đầu tư dài hạn Nếu mà anh em mà chúng ta mà mua mà chúng ta hâu thì chúng ta cũng rất là tốt trong thời điểm này rồi Sau đó thì thị trường chúng ta thì gần như nó tạo một đà tăng trưởng trong khi đó thì gần như chúng ta thì đa phần người chơi chúng ta đều view thị trường nó xuống đúng không ạ thì Bitcoin nó đã đạt được một cái đà tăng trưởng và nó tiến tới cái vùng rất là cao là vùng 64.000 đô rồi ngày hôm nay thì nếu mà chúng ta nhìn ở trên thị trường thì bắt đầu có những cái tín hiệu gì đấy mà anh em mà chúng ta rất là quan tâm đến thị trường ờ, đi đâu chúng ta cũng nói đến Bitcoin rất là nhiều đi đâu anh em cũng để ý và quan tâm đến Bitcoin khá là nhiều thì với mình đây là một cái vùng giá mà thực sự chúng ta cần phải quan sát kỹ trong cái thời điểm này nếu như mà anh em mà chúng ta có tư tưởng và nếu như mà anh em mà chúng ta có cái tiền hướng chúng ta đầu tư dài hạn thì thực ra là vùng 60 000 đô này thì nó cũng không phải là một cái nền giá quá cao. Khi mà mọi người mua được ở cái nền giá 25 27 000 đô hay là vùng 17 000 đô thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục gồng rồi. Tại vì về xu hướng dài hạn thì mình nghĩ rằng là với cái xu hướng của Bitcoin thì nó vẫn có thể nhân khoảng 3 cho 5 lần nữa trong cái khả năng mà Bitcoin có thể đạt được. Thế nên là nếu mà các bạn đầu tư dài hạn thì nếu như anh em mà chúng ta có những cái vị thế bên dưới gần đây nhất là vùng quanh vùng 42 vùng 3 ngàn. Thấp hơn là chúng ta có một cái điểm vào là khoảng vùng 25 đến 28 ngàn đô. Và đánh cái thời điểm ban đầu mình côn anh em là vùng quanh mức 16 17 000 đô. Thì tất cả những vị thế như vậy thì nếu như anh em mà chúng ta có một cái điểm vào như vậy thì nó vẫn có thể tiếp tục gồng rồi. Còn nếu như mà anh em mà chúng ta muốn vào hàng ở thời điểm này chúng ta cần phải cân nhắc khá là kỹ. Tại vì thị trường chúng ta nó tạo một cái đà đẩy và nó tạo một cái đà tăng giá rất là dài rồi. Nó cũng không phải là một cái đà tăng giá gì ạ. Mới gì cả. Đó thế nên là nếu như các bạn đánh trung hạn và chúng ta muốn tìm một cái điểm vào hàng thì anh em có thể follow trong tháng tới thì nếu như mà có một cái điểm vào hàng tốt này, nếu như có một cái điểm vào hàng ngon này, thì mình sẽ côn anh em là mình chúng ta cùng lên tàu. Đó còn cá nhân của mình trong thời điểm này, thì mình vẫn nói với anh em là mình vẫn đang cầm hàng và mình sẽ chờ đợi thị trường trong năm tới để chúng ta sẽ có những cái kế hoạch diễn biến trên thị trường trong thời tới. Về xu hướng trung hạn thì mình phải nói với anh em là Bitcoin nó đang đi vào cái vùng cảnh báo đỏ, có nghĩa là vùng giá mà chúng ta sẽ hạn chế mua vào. Nhưng mà đấy là với cái xuống của trung hạn thôi. Còn nếu mà về xuống dài hạn thì nó không phải là cái vùng cảnh báo đỏ mà nó vẫn là cái vùng giá mà anh em chúng ta hoàn toàn có thể nắm giữ và chúng ta chắc tay trong năm tới tại vì về xuống dài hạn thì mình nghĩ rằng là với cái target của bitcoin x 3 cho 5 lần thì với cái vị thế ngày hôm nay thì nó cũng không phải là quá khó khăn đó thì chúng ta vẫn cố gắng chúng ta cầm và chúng ta gồng ừ. trong năm tới nếu mà có diễn biến nào thì chúng ta sẽ có kế hoạch trong năm tới nhé chúc mừng anh em nào mà mọi người hâu ăn coi trong năm vừa qua thì mọi người có một cái mức lợi nhuận cực kỳ tốt và cực kỳ lớn như anh em mà mọi người chơi và những anh em nào mà chúng ta có chốt lời thì cũng là một cái lựa chọn hoàn toàn đúng đắn thôi nên nhớ cho mình nói là trong cái việc đầu tư thì cái việc chốt lời nó sẽ không bao giờ sai cái việc mọi người giữ tiền và mọi người đút tiền vào túi thì nó sẽ không bao giờ nó sai cả nên nhớ cho mình đó là cái việc khi mà chúng ta qua một cái quá trình đầu tư, qua một cái quá trình giao dịch thì khi mà mọi người đầu tư và mọi người giao dịch, mọi người bảo vệ được cái thành quả của mọi người thì đấy cũng là một cái điều mình ta nên làm tại vì không phải một bản chất của chúng ta khi mà nó đầu tư vào đúng không? thì là bản chất chúng ta đầu tư vào là bản chất là sinh lời và chúng ta có lợi nhuận đúng không? Nói thế nên là cái việc các bạn giữ chặt tiền, cái việc các bạn và cẩn thận trong thị trường thì nó không bao giờ là thừa cả. Nên hãy nhớ cho mình nó là chúng ta hãy đầu tư làm sao chắc chắn và bền vững. Hãy làm sao để cho cái đích của anh em mà chúng ta có thể đi đến được và làm sao để chúng ta có thể gì ạ? Dạ? Ờ, cẩn trọng trong mọi con sóng. Chúng ta làm sao chúng ta tăng tài khoản từ từ và bền vững. Thì mình nghĩ rằng đấy mới cái điều mà quan trọng khi mà đầu tư. Thì bản chất chúng ta đầu tư là chúng ta kiếm tiền và chúng ta sử tiền, được không ạ? Về xu hướng của thị trường thì chúng ta sẽ cần để quan sát thị trường trong năm tới. Trong trường hợp mà thị trường nó điều chỉnh thì anh em có thể căn cho mình về cái đầu 5 x. Chúng ta sẽ sẽ xem xét cái phản ứng. Ờ, thì chúng ta sẽ tính toán xem có nên mua được hay không. Còn về cơ bản là xu hướng và cái lực lên nó vẫn đang còn. Nhưng mà trong trường hợp nhá trong trường hợp mà thị trường quay đầu thì anh em có thể căn cho mình là cái vùng tải bên dưới này, chúng ta có thể vào hàng. Đó trong trường hợp mà thị trường nó điều chỉnh. Còn hiện tại nó vẫn là xu hướng lên nên chúng ta cũng cẩn trọng trong thời điểm này hay là cầm hàng chúng ta vẫn có thể gồng đòi và chúng ta vẫn giữ tiếp tục chúng ta giữ hàng trong thời điểm này cũng không có vấn đề gì cả và anh em nào mà chúng ta chưa lên tàu anh em nào mà chúng ta cầm USDT thì sau này vẫn có điểm anh em lên tàu nên mọi người hoàn toàn nói yên tâm chỉ cần có tiền thôi thì cái thời điểm đánh mang lên tàu thì lúc nào cũng có nhưng mà nhớ cho mình phải còn tiền phải không được phong bố còn nếu như mà khi mà bạn còn tiền các bạn phong bố thì nó rất là nguy hiểm đúng không ạ chúng ta sẽ nhìn qua một chút về một số những đồng ăn co trên thị trường Uh, với những đồng ăn coi trên thị trường thì trong năm vừa qua thì so với cái điểm ng mà mình côn với anh em chúng ta vào hàng trong cái thân vừa qua thì uh, những cái đồng ăn coi chúng ta nó đã có những cái đà tăng cực kỳ ấn tượng arkm thì nó vẫn là một cái đồng coin mà đến ngày hôm nay thì phải nói rằng nó là một cái sự thành công của mình uh, arkm nhé anh em nhìn nhá arkm đúng không arkm nó là một cái kèo và một cái nhóm uh, một cái tín hiệu trong nhóm của mình Chúng ta có một cái điểm côn, một cái điểm vào hàng nó chỉ khoảng quanh mức 0.5 rồi này thôi. Và đến ngày hôm nay em biết không ạ? ARKM tiến tới cái vùng trên này, vùng 2.6 đô. Có nghĩa là đến ngày hôm nay nếu như mà chúng ta nhìn vào cái vị thế và nhìn vào cái entry của mình côn ấy thì ARKM nó bay được nhân năm rồi. Đó thế nên là thời điểm này thì chúc mừng mọi người nếu như anh em mà chúng ta vẫn cầm hàng ARKM. Trong thời gian vừa qua thì mình cũng có chút lời dần ARKM khi mà ARKM bay rất là mạnh đúng không ạ? Nhưng mà sau đó thì mình vẫn tiếp tục mình cầm cái phần hàng còn lại. Phải đến hiện tại ngày hôm nay mình vẫn tiếp tục gồng đời ARCM này. Chúng ta sẽ chờ đợi xem ARCM của chúng ta nó gì, có thể bay được mạnh hơn hay không. Nhưng mà thực sự là với cái mức tăng trưởng nhân năm này thì nó quá ấn tượng rồi. Đó là một cái kèo cực kỳ chất lượng trong cái thân vừa qua đúng không Trong ngày hôm qua thì chúng ta có một số đồng coin bay nữa như là con đó coi. coi cũng là một cái đồng coin mà nó bay cực kỳ ngon trong hôm qua anh em ạ. À, con Dogecoin trong phiên ngày hôm qua nó đã bay đến tận 70% so với cái điểm NT mình côn rồi. Đó đây là một cái mức tăng mà mình nghĩ rằng là cũng không phải thấp đúng không ạ Một cái mức tăng trưởng 70% so với cái điểm entry mình côn anh em Thì mình nghĩ rằng là đấy là một cái nhịp tăng mà cũng tương đối là mạnh mẽ Chứ không phải là một cái nhịp tăng yếu gì cả Đó thì so với cái điểm mình côn anh em ấy Thì con uh, dog này nó tăng đến tận 70% Đó ngoài ra thì có một số những đồng an coi, hiện tại nó vẫn đang duy trì cái mức tăng trưởng Ví dụ như là DGB đúng không ạ DGB cũng là một cái kèo mà mình có cô anh em trong nhóm thì DGB nó cũng duy trì và nó đã đạt đến cái mức tăng trưởng là vùng 87%. Thì mình nghĩ rằng là đây là một cái mức tăng trưởng nó cũng không phải là quá ít. Nó là một cái mức tăng trưởng khá là nhiều. Thì với những đồng coi này thì mình cũng có chốt dần và chúng ta sẽ chờ đợi cái thị trường trong năm tới sau đó chúng ta sẽ tính toán những cái điểm mà chúng ta có nên bán hết hay không. Nói chung là nhiều lắm, nói chung là nhiều những đồng coi nó bay mạnh lắm. Mình chỉ nêu lên một số những đồng coi thôi chứ còn nếu mà kể hết cái trong cái danh sách những đồng coi bay của mình thì nó cực kỳ nhiều. Thế nên là nếu mà trong cái con sóng này mà anh em nào mà một người giao dịch và mọi đánh với mình thì nếu mà anh em mà đánh tốt chúng ta hoàn toàn có thể tăng được tài khoản cực kỳ ngon và rất là nhiều. Đấy, chúc mừng anh em nào mà mọi người chúng ta vẫn gồng hàng và chúng ta vẫn giữ hàng trong cái thân vừa qua nhé. Không có mấy cộng đồng mà view lên trong thị trường trong cái thân trong cái thân vừa qua như chúng ta. Nhưng bản thân của mình với anh em chúng ta có một cái lộ trình và chúng ta có một cái quá trình sóng đánh rất là tốt đúng không? Chúng ta có cái điểm mua bán mua đây sau đó chúng ta bán đây chúng ta lại mua đây chúng ta tiếp tục chúng ta bán đây tiếp tục mua ừ. đây, bán đây, bán đây. Rồi chúng ta đánh lên ở gần đây nhất chúng ta lại có một cái sóng đánh lên đây nữa có thể chúng ta có rất nhiều những cái con sòng đánh lên mà nó hoàn toàn chính xác trong cái thời điểm vừa qua rồi, rồi thế nên là mình tin một cái điều rằng nếu như mà anh em mà chúng ta giao dịch uh, làm theo những cái, cái định hướng của mình và anh em mà chúng ta làm theo đúng cái chia sẻ của mình về cái việc phân bổ vốn thì chắc chắn một cái điều đó là không có anh em nào mà chúng ta bị bỏ lại ở phía sau cả và mọi người chúng ta đều có một cái mức lợi nhuận rất là ngon trong cái tuần vừa qua rồi thì chúng ta sẽ cố gắng là chúng ta tiếp tục chúng ta gồng đời trong năm tới thì nếu như nó có cái vị thế tốt để chúng ta chúng ta bán thì mình sẽ cố anh em chúng ta chốt nhá nhưng mà thời điểm này chúng ta vẫn phải quan sát thị trường trong năm tới một số anh em mà mọi người muốn giao dịch mà mọi người muốn chơi ăn coi thì mọi người có thể tham gia vào trong nhóm miễn phí đó link tham gia thì mình có để cái phần mô tả của video này anh em nào mà mọi người muốn nhận về tín hiệu ăn coi sớm nhất mà giao dịch mà chúng ta nhận những cái tín hiệu về chơi thì mọi người có thể xuống cái phần mô tả và các bạn có thể ấn vào cái tham gia vào trong nhóm tín hiệu premium và điều kiện tham gia thì hoàn toàn miễn phí thôi đó anh em nào mà chúng ta chưa có tài khoản của sàn bybit hoặc là sàn okex okay, thì mọi người cũng có thể đăng ký thêm để chúng ta nhận thêm những cái phần thưởng bonus khi mà chúng ta giao dịch ờ, nhóm vip thì mình có thể nhắc lại với anh em nói là nó sẽ chỉ dành cho anh em nào mọi người giao dịch qua một cái quá trình thời gian và mọi người đồng điệu về cái tư duy của mình và thực sự mọi người muốn trở thành đầu tư trong vòng 2 năm tới có một cái lộ trình mà mọi người có một cái kế hoạch giao dịch và mọi người có một cái người đồng hành một cái người dẫn đường là mình thì chúng ta mới tham gia vào trong nhóm vip thôi còn nếu như mọi người chưa tin tưởng nếu như mọi người mà chúng ta mới follow mình thì mọi người nên tham gia vào trong nhóm miễn phí ở trong nhóm miễn phí nó cũng có những cái tín hiệu an coi khá là khá là ổn để anh em có thể giao dịch và chúng ta tăng tài khoản được còn nhóm vip sẽ chỉ dành cho anh em nào chúng ta đồng điệu và chúng ta thực sự chúng ta muốn giao dịch đầu tư đồng hành với mình trong vòng cái khoảng thời gian tiếp theo thôi nên là mọi người hãy cân nhắc rất là kỹ mình khuyến khích mọi người là hãy tham gia vào trong nhóm miễn phí giúp mình nhé link tham gia thì mình có để ở cái phần mô tả rồi các bạn có thể dồn vào và nếu như mà có vấn đề gì thắc mắc anh có thể nhắn cho bạn Đức để bạn hỗ trợ mọi người nhé về thị trường của ta thì trong ngày hôm nay thì mặt bằng chung thì an coi của ta thì sau một cái đà tăng của bitcoin thì an coi nó cũng đang có những cái đà đẩy khá là mạnh mẽ và những cái đà hồi phục khá là mạnh mẽ ethbnb uh, ETH BNB trong thời gian vừa qua thì mình cũng có điểm côn cực kỳ ấn tượng rồi đó BNB chúng ta liên tục mình côn anh em vào hàng ở những cái nền giá là vùng 200 đô thậm chí là lên 230 đô mình vẫn côn anh em đó, tất cả những cái vị thế này mình có côn anh em chúng ta vào hàng và mình lên tàu 200 đô này 230 đô này tiếp tục ở cái vùng gần đây nhất thì mình cũng có côn anh em chúng ta vào hàng quanh mức 300 đô thì ba cái vị thế côn này nó đều mang lại cho anh em một cái mức lợi nhuận lớn thì nếu mà anh em mà chơi giao dịch bình thường thì chúng có lợi nhuận chúng ta chia ra và chúng ta chốt lời dần thì nó không bao giờ sai cả còn nếu mà anh em mà chúng ta giao dịch và chúng ta hâu thì chúng ta cũng chưa cần bán ra thế nên phải rõ ràng cho mình đó là nếu mà hâu trong thời điểm này chúng ta vẫn tiếp tục gồng lời trong tháng tới còn nếu mà anh em chơi có lợi nhuận thì mình khuyến khích anh em là chúng ta chốt lời dần khi mà chúng ta có lợi nhuận để chúng ta bảo vệ cái thành quả đúng không ạ ok thì trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì mình cũng sẽ tranh thủ mình cập nhật thị trường mọi người như vậy và anh em xem video của mình anh em có thể ấn giúp mình một like video đó ngoài ra thì anh em nào chưa đăng ký kênh một cái đăng ký kênh để chúng ta cập nhật những cái thông tin khi mà mình có đăng giải video lên một cách nhanh nhất nhé. Đó, anh em nào chưa tham gia vào nhóm thì xuống phần mô tả video giúp mình. Và video ngày hôm nay của mình cũng sẽ kết thúc đây. Hẹn gặp lại mọi người trong ngày video tiếp theo. Bye bye mọi người.